không phù hợp. Cái công nghệ này là công nghệ cần cho chúng ta, những người dân thường, chúng ta cần phải được đi lại an toàn, rẻ và tiện lợi từ chỗ làm việc về nhà và từ về chỗ nhà đi làm việc. Это наши дети, наши близкие, родные гибнут под колесами автомобилей на трудных дорогах. Để cho con cháu của chúng ta, để cho người thân của chúng ta không bị mất ở những cái vụ tai nạn giao thông thông thường ở trên mặt đường, những đấy tổn thất rất là to lớn. Ежегодно гибнет под колесами автомобилей 1,5 миллиона человек. Mỗi một năm ở trên trái đất khoảng độ 1,5 triệu người là bị chết trong cái vụ tai nạn giao thông. Но сейчас идет война, и не одна. Да там не гибнет в разы меньше людей, чем на дорогах. Thậm chí bây giờ chúng ta biết đấy, rất là trên thế giới đang có rất nhiều những cuộc chiến tranh, nhưng mà không có một cuộc chiến tranh lần nào hiện nay mà tổn thất nhân mạng nhiều như thế. Мы дышим отравленным выхлопом автомобильных дорог. Chúng ta thì đang phải thở nhé, chúng ta phải đang thở những cái khí xăng này, những cái mùn cao su này. Поэтому это нам нужен такой транспорт. Chúng ta cần cái phương tiện giao thông này. И не поверили, а могли не поверить. Và có hai xu hướng xảy ra. Người thì tin tôi, người thì tất nhiên là không tin tôi. Может, это еще один тот жулик. Lại thêm một cái kẻ lừa đảo nó xuất hiện rồi. Стоит у нас вот пирамиду, там Кирпалаев продает очередной. Lại bắt đầu lại bán ba cái vị thuốc kiểu như là thực phẩm chức năng vớ va vớ vẩn thôi, chẳng có giải quyết vấn đề gì. Потому что ничего этого не было. Были только идеи, формулы, расчеты, иллюстрации. Đã làm gì có cái gì đâu, có mấy cái tranh, cái ảnh vớ vẩn đấy. Đường dây thì chưa có, con tàu thì chưa có, thế mà đã tuyên bố rồi. И многие не поверили и до сих пор пишут очень плохо об этом интернете. Там полно грязи в интернете. Và tôi cũng thú thật là cho đến thời điểm này, rất nhiều người vẫn còn chưa tin tưởng tôi và vẫn còn nói xấu tôi ở trên mạng xã hội. Но это все неправда. Nhưng mà thực ra đấy, thực ra họ không đúng đâu. Họ chỉ nói dối thôi. А нормальные люди, которые думают о будущем, будущем своих детей. Những người bình thường, có cái trí tuệ cũng chỉ cần bình thường thôi. Họ nghĩ về tương lai, nghĩ về con cháu. Не поверили, стали инвестировать. Và những cái người đó đã trở nên tin tưởng vào tôi và họ đã bắt đầu đầu tư vào công nghệ của tôi. И вот мои эти идеи еще детские стали воплощаться в Елене, в Бетоне. Và như bây giờ các bạn đã biết là những cái ý tưởng trẻ thơ của tôi nhé, bây giờ đã trở thành hiện thực mà các bạn đã nhìn thấy rồi đấy. Đó là đường dây, nó là con tàu. Поэтому возвращаясь к началу, потом вы для меня самые дорогие близкие друзья. Và tại sao bây giờ tôi lại quay lại những cái lời phát biểu ban đầu ấy? Các bạn là những người quý giá và thân thuộc nhất của tôi bây giờ đấy. Các bạn đã tin tôi, đã đầu tư tiền của bạn cho cái công nghệ của tôi. В этот рискованный бизнес, он очень, это же преобразующая технология. Tất nhiên là các bạn cũng biết rằng đó là gì? Đó là đầu tư mạo hiểm. Nó là một cái ngành công nghệ, nó là một cái sản phẩm rất mới. Никто никогда в мире ничего подобного не делал. Công nghệ này trên thực tế là trên toàn thế giới chưa có ai nghĩ ra như thế và chưa có ai làm được những cái điều như thế rồi. Вы видите, что я и моя команда, у меня 1000 человек инженеров, 1000, у вас не подвели. Đồng đội của chúng tôi, nhóm của chúng tôi có hàng nghìn kỹ sư và tất nhiên là gì? Chúng tôi sẽ không bao giờ làm cho bạn bị vỡ mộng đâu. Мы не подведем, мы вместе создадим самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. Chúng tôi không nói dối các bạn đâu.